Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. 737 ca tử vong trong 2 ngày, cả nước 8.277 người mất vì COVID-19. Ngày 21-22 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh 599, Bình Dương 62, Đồng Nai 25, Tiền Giang 22, Đồng Tháp 11, Cần Thơ 4, Long An 4, Hà Nội 2, Bến Tre 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Hà Tĩnh 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Thừa Thiên Huế 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 22 tháng 8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 687, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 24. 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 28, tổng số ca điều trị khỏi 147.667, số bệnh nhân đang điều trị ICU 687, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 24. Sáng ngày 22 tháng 8, Bộ Y tế đã tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam bàn giao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều của VNVC và AstraZeneca. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn số 2796 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến, tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23 tháng 8. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn số 2718 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Thực hiện cách ly y tế phường Văn Chương và Văn Miếu, Hà Nội trong 14 ngày từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến 18 giờ ngày 4 tháng 9. Sau khi ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2, đến 16 giờ ngày 21 tháng 8, Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu trong đợt xét nghiệm diện rộng lần 2, đạt 92% so với kế hoạch. Tổng số mẫu đã có kết quả 383.357 mẫu, trong đó số mẫu dương tính là 49 mẫu, số mẫu âm tính là 383.308 mẫu, còn 404.749 mẫu chưa có kết quả. Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con gái tử vong vì COVID-19. Sáng ngày 22 tháng 8, thông tin được chia sẻ của các bác sĩ về một trường hợp đồng nghiệp cùng con vừa tử vong. Phóng viên báo Tiền Phong đã tiến hành xác minh. Bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt xác nhận, ông đã nhận được thông tin về trường hợp tử vong của đồng nghiệp là bác sĩ BVH, từng công tác tại bệnh viện ở vị trí trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Quận 9, nay là Bệnh viện Lê Văn Việt, và bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau của gia đình. Bác sĩ H từng công tác ở phòng kế hoạch tổng hợp nhưng đã nghỉ từ năm 2017. Chúng tôi cũng không rõ, gần đây anh H có trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch hay không. Chúng tôi rất tiếc thương về sự ra đi của đồng nghiệp và mất mát xảy ra với gia đình. Nơi bác sĩ H điều trị là Bệnh viện Lê Văn Thịnh trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Theo nguồn tin từ lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ BVH nhập viện điều trị khoảng 10 ngày trước do mắc COVID-19 trên nền bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp, béo phì. Các y bác sĩ đã nỗ lực tập trung cứu chữa, tuy nhiên tình trạng bệnh diễn tiến nặng, trên nền cơ địa có nhiều bệnh lý nền, thế nên ngày 21 tháng 8, bác sĩ H đã trút hơi thở cuối cùng. Phía bệnh viện đã báo thông tin và chia sẻ nỗi đau mất người thân đến gia đình. Thi thể của bác sĩ H được lo hậu sự theo quy định đối với bệnh nhân tử vong do COVID-19. Chúng tôi có tìm hiểu thông tin thì ghi nhận anh H đã được tư vấn chích vaccine ngừa COVID-19 nhưng chưa tiêm. Bố mẹ bệnh nhân cùng vợ và con gái cũng bị nhiễm. Trong đó, người vợ và con gái nhỏ mới sinh được vài tháng phải nhập viện điều trị ở bệnh viện dã chiến tại trường cao đẳng công thương. Mấy ngày trước, cháu bé có biểu hiện sốt, chuyển đến bệnh viện nhi đồng cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Lãnh đạo bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ. Dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điểm nóng của dịch đang xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 22 tháng 8, thành phố đã ghi nhận 171.801 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện các bệnh viện trên thành phố đang điều trị cho 34.605 bệnh nhân, trong đó có 2.131 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.442 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Số liệu thống kê được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 công bố trước ngày 22 tháng 8, thì tính đến ngày 20 tháng 8, toàn thành phố đã có 6.349 người tử vong vì COVID-19.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm, chính quyền thành phố và ngành y tế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với mục tiêu sớm bao phủ vaccine, miễn dịch cộng đồng. Tính đến sáng ngày 22 tháng 8, toàn thành phố đã tiêm được gần 5,4 triệu liều vaccine, trong đó có 183.832 người tiêm đủ 2 mũi, tất cả đều an toàn. Để bảo vệ bản thân, gia đình và sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới, thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, chủ động đăng ký và tiêm chủng khi đến lượt chích ngừa. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã chia buồn về sự mất mát của ba y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, mất khi tham gia chống dịch, trong đó có 2 người ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 nhân viên ở Bình Dương. Bình Dương vượt mốc 70.000 ca mắc COVID-19. Chiều ngày 22 tháng 8, thông tin từ CDC Bình Dương cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 3.795 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc toàn tỉnh Bình Dương hôm nay giảm 15,8% so với ngày 21 tháng 8. Địa phương có số ca mắc giảm là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên. Số ca mắc tập trung nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng 62,5% và trong khu phong tỏa 29,7%. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 70.242 ca mắc COVID-19. Trong đó có 5.694 ca phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 18.693 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời do người test nhanh dương tính, 24.884 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 19.217 ca trong cộng đồng. Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 1 từ ngày 17 tháng 7, kết quả 1.292.846 người phát hiện 12.667 dương tính, tỷ lệ 0,98%. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 từ ngày 2 tháng 8 đến nay, kết quả 943.298 người có 24.559 trường hợp dương tính. Về tiêm chủng vaccine, ngày 20 tháng 8, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm vaccine đợt 21 và 22. Kết quả trên hệ thống phần mềm báo cáo đã tiêm được 130.922 liều vaccine đợt 21. Lũy kế toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận đã tiêm 683.871 liều, gồm 655.231 mũi 1 và 28.640 mũi 2. Sáng 22 tháng 8, hơn 700 ca COVID-19 điều trị ICU và ECMO, 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai và thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đến nay, Việt Nam có 336.707 ca mắc COVID-19, trong đó có 140.087 trường hợp đã khỏi bệnh, 711 ca nặng và rất nặng đang điều trị ICU và ECMO, 1.500 thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai và thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch. Ở đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận là 332.626 ca, trong đó đã có 137.313 bệnh nhân khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái. 3 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình. 5 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang. Hiện tại, đã có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21 tháng 8. Tổng số ca điều trị khỏi là 140.087 ca. Số bệnh nhân đang điều trị ICU là 687 ca. Số bệnh nhân đang điều trị ECMO là 24 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20 tháng 8 là 7.540 ca. Trong ngày 20 tháng 8, có 190.681 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Bộ Y tế ưu tiên vaccine COVID-19 cho thai phụ và cho bà mẹ đang cho con bú. Để đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành, các bệnh viện cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ chăm sóc trẻ sơ sinh, y tế các bộ ngành, tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn liên tục. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thành, bộ ngành xem xét ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn đơn vị. Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ đã có hướng dẫn tạm thời về việc tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Theo đó, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, lưu ý vaccine Sputnik V chống chỉ định với thai phụ và người đang cho con bú. Sau 12 tiếng huy động, 1.500 thầy trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tình nguyện Nam Tiến.